Bất chấp phút từ Binance, thị trường tiền điện tử vẫn phục hồi mạnh mẽ khi vào hôm nay Bitcoin đã tăng gần 6%, lấy lại mốc 28.000 đô la. Những cáo buộc từ CFTC đã khiến Binance mất hơn 2 tỷ đô la dòng chảy ròng trên blockchain Ethereum. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người dùng Ethereum đang đổ dồn sự chú ý vào ngày 12 tháng 4, ngày Hartford Thượng Hải chính thức khởi chạy. Ở một diễn biến khác, sau tuyên bố về một đợt mass KYC, vào hôm qua ví mẹ có Pi Network đã có những chuyển động đầu tiên sau hơn 20 ngày im lặng. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Bitcoin phục hồi 6% nhờ hoạt động của cá voi. Và hôm nay, thị trường tiền điện tử đã phục hồi, giá Bitcoin tăng hơn 6% lên hơn 28.500 đô la trong vài giờ bất chấp phút xung quanh vụ kiện CFTC chống lại Binance. Các altcoin hàng đầu cũng vươn lên mạnh mẽ, với XRP đạt mức tăng hơn 18%, giá Cardano tăng 12%, Ethereum 6%, Polygon và Solana 8%. Các hợp đồng tương lai gắn liền với Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đã phục hồi gần 1% vào thứ Tư, trong khi chỉ số đô la Mỹ giảm xuống mức 102,5. Chỉ số tham lam và sợ hãi của tiền điện tử có giá trị 57, đại diện cho tham lam. Dữ liệu của CryptoOne tiết lộ rằng cá voi đang hoạt động trở lại trên các sàn giao dịch phái sinh. Sự tích lũy của cá voi có thể chính là lý do kích hoạt sự phục hồi của thị trường tiền điện tử bất chấp các phút giữa Binance và CFTC. Phân tích trên chuỗi cho thấy một dòng tiền lớn chảy vào các sàn giao dịch tương lai. Thông thường, tích lũy cá voi khiến giá BTC tăng đáng kể. Cá voi đã sử dụng các sàn giao dịch tương lai để tăng giá Bitcoin trong bối cảnh thị trường thanh khoản thấp. Tuy nhiên, nó đã khiến sự biến động trong thị trường tiền điện tử có thể tăng lên. Nhà cung cấp phân tích tiền điện tử Sentiment tiết lộ rằng gần 90% nguồn cung của Ethereum hiện được lưu trữ trong các địa chỉ tự quản lý. Trong khi đó, dữ liệu của Sentiment cho thấy chỉ 10,31% nguồn cung của Ethereum hiện được giữ trên các sàn giao dịch, tỷ lệ thấp nhất kể từ khi token ra đời. Điều đáng chú ý là người dùng đã bắt đầu chuyển hàng loạt tài sản nắm giữ của họ đến các địa chỉ tự lưu ký kể từ tháng 9 năm ngoái. Quá trình này được tăng cường vào tháng 11 trong cuộc khủng hoảng FTX, làm suy yếu niềm tin vào các nền tảng tập trung. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cũng đang gấp rút chuyển tài sản của họ từ Binance sang ví lạnh sau khi CFTC của Hoa Kỳ đe dọa sẽ kiện sàn giao dịch vì cáo buộc vi phạm các quy định giao dịch. Nansen cho thấy rằng công ty đã chứng kiến dòng ra dòng 400 triệu đô la trong ngày. Bên cạnh đó, dữ liệu do Thanyfield Capital công bố chỉ ra rằng các nhà đầu tư đã rút khoảng 850 triệu đô la khỏi nền tảng này trong 12 giờ trước khi có cáo buộc từ CFTC. Người dùng Ethereum hướng mắt về ngày 12 tháng 4. Trong một tweet được công bố vào thứ Ba, kỹ sư Ethereum nổi tiếng Tim Bacon đã tiết lộ ngày ra mắt cho giai đoạn tiếp theo của Hard Fork Thượng Hải, còn được gọi là Sapella sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4. Phần quan trọng của bản cập nhật là đề xuất cải tiến Ethereum 4895, được thiết kế để cho phép người xác thực rút token staking của họ từ mạng chính. Bản nâng cấp là sự kết hợp thông minh giữa sang hai lớp thực thi và Capella lớp đồng thuận, là một trong những bản nâng cấp quan trọng nhất mà Ethereum đã nhận được kể từ The Merge vào tháng 9 năm 2022. Trên thực tế, The Merge đã thay thế bằng chứng cơ chế đồng thuận công việc sang mô hình bằng chứng cổ phần, thay đổi vai trò của người khai thác thành vai trò của người staking trong mạng Ethereum và mở đường cho một tương lai tiết kiệm năng lượng hơn cho blockchain lớn thứ hai trong không gian tiền điện tử. Cộng đồng Ethereum và thị trường tiền điện tử rộng lớn đang kỳ vọng sự phát triển mới này có thể dẫn đến một kịch bản tăng giá cho mã thông báo gốc của Ethereum, ETH. CNetwork công bố ra mắt C Foundation. Vào sáng nay, CNetwork đã công bố ra mắt C Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái blockchain layer 1 của mình. Theo thông báo được đăng tải, C Foundation sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động token grant, airdrop, cải tiến sản phẩm, sáng kiến mới và các chương trình ủy quyền. Trong đó, chương trình token grant sẽ cung cấp các khoản tài trợ cần thiết cho các cá nhân hoặc tổ chức muốn đóng góp vào việc mở rộng, phát triển hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng của C. Tuy nhiên, C Foundation grant chỉ hỗ trợ tài chính cho bất kỳ ý tưởng được xem là phát kiến thiết thực cho mạng lưới. Thêm vào đó, tài trợ từ xây cấp cho nhiều loại dự án khác nhau, bao gồm các mảng DeFi, công cụ dành cho lập trình viên, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, công cụ phát triển DAO. Việc thành lập Safe Foundation là minh chứng cho thấy dự án đã sẵn sàng phát triển, định hướng và hỗ trợ các dự án trên mạng lưới. Binance chứng kiến 2 tỷ đô bốc hơi sau cáo buộc từ CFTC. Theo một báo cáo của Wall Street Journal, Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu,
đã chứng kiến dòng chảy ròng hơn 2 tỷ đô la trên blockchain Ethereum trong tuần qua, theo dữ liệu từ công ty phân tích tiền điện tử Nansen. Nhìn chung, các ví được tiết lộ công khai của Binance nắm giữ hơn 63 tỷ đô la. Diễn biến mới nhất này có thể là kết quả của việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC đệ đơn kiện công ty vào đầu tuần này, tuyên bố rằng Binance đã hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và vi phạm các quy định được thiết kế để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nansen quan sát thấy rằng tốc độ rút tiền đã tăng lên so với hoạt động thông thường và tăng tốc sau thông báo của CFTC. Tuần trước, sàn giao dịch đã khôi phục phí giao dịch Bitcoin giao ngay sau khi loại bỏ chúng trong mùa hè trước. Thị phần của Binance trong giao dịch giao ngay đã giảm đáng kể trong vòng một tuần sau khi kết thúc chiến dịch miễn phí phổ biến. Ngoài ra, theo báo cáo của Zill Today, gã khổng lồ tiền điện tử đã tạm dừng giao dịch giao ngay để khắc phục sự cố phần mềm. Đây không phải là lần đầu tiên Binance chứng kiến nhiều khoản tiền bị rút ra như vậy. Trước đây, vào tháng 2, sau khi các cơ quan quản lý New York siết chặt đối với stablecoin POSD, Binance cũng đã gặp phải nhiều khoản rút tiền tương tự. Ví P-Core Team rụt dịch chuyển lượng lớn P về Mainnet. Trong một động thái mới nhất, vào hôm qua ví P-GABT được cho là ví chính thức của P-Core Team dùng để phân phối P về Mainnet cho các ví con, đã rụt dịch hoạt động trở lại và đang tạo ví mới sau hơn 20 ngày nằm yên. Điều này cho thấy chuẩn bị có một đợt chuyển P lớn về Mainnet cho các ví đã KYC. Những động thái mới nhất này phù hợp với lời tuyên bố trước đó của P-Core Team về một đợt mass KYC vào ngày P-Day 14 tháng 3. Kể từ đó, hàng loạt ví P đã được KYC thành công từ P-Core Team. Bên cạnh đó, như ZipTorLitVN cũng đã đưa tin nhiều Pioneer đã gặp phải tình trạng treo KYC và nhiều vấn đề phát sinh trong việc KYC. Điều này đã dẫn đến việc hàng loạt các đơn khiếu nại đã được gửi lên P-Core Team. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, các vấn đề trên dường như đã được đội ngũ P-Network giải quyết ổn thỏa và đang đẩy mạnh tốc lực để có thể hoàn thành sớm nhất đợt mass KYC cho 45 triệu người dùng trong tháng 4 tới. Trong diễn biến mới nhất về việc dẫn độ Du Quân, người đồng sáng lập Teza, có thể sẽ bị trì hoãn vì chính quyền Montenegro ưu tiên xử lý vụ giả mạo hộ chiếu, trong khi các luật sư của Du Quân đang lên kế hoạch kháng cáo vụ việc lên tòa án tối cao. Một luật sư người Montenegro đại diện cho Du Quân trong vụ làm giả hộ chiếu cho biết đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đã được đệ trình lên tòa án Montenegro. Nếu thua kiện, họ sẽ đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Montenegro, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 29 tháng 3. Trước đó, ngày 25 tháng 3, luật sư của Du Quân đã đệ đơn kháng cáo quyết định của tòa án gia hạn thời gian tạm giam lên 30 ngày, trong khi thời gian tạm giam ban đầu lên tới 72 giờ. Thẩm phán đến nay vẫn chưa quyết định bác bỏ hay chấp nhận kháng cáo. Được biết, theo luật pháp Montenegro, làm giả hộ chiếu có thể bị phạt tù tới 5 năm. Trong khi đó, các quan chức đại sứ quán Hàn Quốc xác nhận rằng Du Quân có sức khỏe tốt. Các quan chức đại sứ quán cũng đã gặp các quan chức Montenegro và yêu cầu họ hợp tác trong việc dẫn độ Quân. Ngoài ra, các công tố viên Hàn Quốc và Serbia đang điều tra xem liệu doanh nghiệp tiền điện tử do Du Quân và Han Chang Jun thành lập ở Serbia có được sử dụng để rửa tiền hay không. Vào thứ Hai, văn phòng công tố viên quận Nam Seoul đã xác nhận đang tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform Lab. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã phục hồi mạnh mẽ, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ đã lấy lại mức 1.23 nghìn tỷ đô la, tăng 3,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin phục hồi 28.387 đô la, tăng 5,8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.808, phục hồi 5,2% giá trị. Binance Coin đạt mức 317 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Zipto 24 giờ của ZiptoLitVN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của ZiptoLitVN để vừa xem video vừa earn token CLV. Xin chào và hẹn gặp lại!